Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ đi tiếp tập thứ 3 của Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Quý thính giả nghe truyện nếu như yêu mến Tịnh Thủy, hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 3 Một Thời Vang Bóng. Trình Chiến thấy Thu Linh định đoạt lại Trâm thì rụt ngay tay lại ra sau mà giấu nó đi, rồi nói: "Không được, mang Trâm vậy thì nàng biết ra sao chứ?" Ngũ Thu Linh mỉm cười kín đáo: "Công chúa nói chẳng sai, quả là chàng ta là người ngây ngốc thật thà lắm." Lại nói Thu Linh giống nội nhà hồ ly, giỏi trò xảo ngôn, bấy giờ mới giả vờ giận dữ để thử xem Trình Chiến có sợ gì mang dạ vào thân mà né tránh việc cứu công chúa hay không. Thấy Chiến như thế, Thu Linh chỉ biết bật cười, đoạn đỡ chàng dậy mà nói: "Tướng quân có gì mà không sánh được với chủ tôi?" Trình Chiến gãi đầu: "Tôi là người ngoại tộc, chỉ là một viên quan võ nhỏ bé, có tư cách gì mà với tới cành vàng lá ngọc chứ?" "Chỉ cần công chúa ưng tướng quân là được. Hai người có tiền duyên từ kiếp trước nên chỉ mới gặp tướng quân là cô tôi cười ngay, lại nhớ nhung sầu muộn. Con bướm trên ngực cô tôi cũng bay đi chỉ vì tướng quân đó. Nếu chẳng có nhân duyên vợ chồng thì làm sao mà vết bớt lại thoát ra mà hóa thành hồn đi tìm người được. Chỉ là tài học phép của tôi chưa đủ cao nên chưa biết được tiền duyên của hai người là cái gì thôi." "Có thật như vậy hay không? Tôi nghe nói ở chùa Yên Tử có vị trụ trì hiệu là Thi An, đã tu tới cảnh giới thánh, có thể nhìn biết được việc tiền kiếp của con người. Hay là để dịp nào tôi đến đó hội thử?" "Nhưng đó đâu phải là việc mà tướng quân cần lo hiện giờ. Để ngày sau rồi cùng tính. Hiện giờ tướng quân nên biết, tìm được người tri âm trên đời này khó lắm. Hai người đã tìm được nhau thì xin chớ có buông tay. Hãy cùng vì nhau mà cố gắng. Đó là đấng nam nhi thì phải chủ động giành lấy hạnh phúc cho mình. Đằng này công chúa đã chủ động tìm tới người, người còn vì tự thi về thân phận mà bỏ lỡ mất đi, thật chẳng đáng mặt người quân tử." Trịnh Chiến mới đầu nghe nói nàng An Tư là công chúa thì trong lòng lo sợ lắm, sợ khép vào tội chết vì phạm thượng. Ấy thế nhưng sau khi nghe Thu Linh phân giải, chàng dần hiểu ra, vững tin trở lại mà nói: "Được, vậy tôi sẽ cùng với cô lo cứu cho được công chúa tới cùng. Chờ nàng tỉnh rồi hẳn hay việc sau. Nếu nàng thật lòng chịu thôi, tôi sẽ đem việc này thưa với cha mẹ, rồi chẳng ngại mang cả tính mạng này mà tới xin chúa thượng trả ơn." "Thế mới là người hảo hán mà cô tôi thương chứ. Vậy tôi chờ tin tốt của tướng quân nha." Nói rồi trèo ra ngoài cửa sổ. Chiến dội đi lại nhìn theo thì chẳng còn thấy đâu nữa. Thế là Chiến lên giường đi ngủ, lòng hân hoan vui sướng tới lạ kỳ. Chàng nắm lấy cây trâm khư khư trong tay, đặt lên ngực mà ngủ thiếp đi cho tới sáng. Sáng hôm sau, Chiến mang chuyện hồi đêm ra kể ngay với thầy Binh, đoạn đưa cho thầy cây trâm ngọc như là bằng chứng của câu chuyện đêm qua. Thầy Binh nghe qua thì giật mình thất sắc, rồi nói: "Chết chưa, đó lại là công chúa hay sao? Như thế thì thiếu chủ nguy mất. Đó đâu phải là hạng người mà thiếu chủ có thể mơ tưởng. Làm người phải biết được mình là ai, đứng ở đâu, có trọng trách gì trong trời đất. Nếu cứ cố mà vươn cao hơn những gì số mệnh sắp đặt cho thì sẽ phải chuốc lấy kết cục thảm thương mất thôi." Trịnh Chiến nghe xong thì buồn trầu nói: "Nhưng con thương nàng thật lòng, phải chi nàng không phải là công chúa thì thật tốt biết bao." Thầy Binh nghe xong biết Chiến đã rơi vào lưới tình, nói cũng không nghe ra được, bây giờ buồn trầu thở dài: "Thôi thì nhân sinh trong đời là do trời định. Nếu thiếu chủ yểu mạng, đó cũng là cái nghiệp thiếu chủ phải gánh đó thôi." Chiến nói: "Nhưng mà cô hậu nói rằng công chúa cũng có tình cảm chứ con, vậy con có thể vô sự được. Dẫu biết người ngoại tộc khó mà lấy được các công chúa hoàng gia, ấy nhưng mà hy hữu vẫn có đó thôi.
Quả là có người khác họ vẫn làm được phò mã, nhưng đó là các công tử con nhà đại thần, có công cùng với tiên hoàng đánh đông dẹp bắc, cũng xem như là quốc thích. Hoặc không thì phải là các tướng lĩnh nơi xa trường, vì nước gìn giữ, có công cứu giá, nằm gai nếm mật. Đại thiếu chủ chỉ là một con của viên võ tướng ngoài biên ải, được triệu về kinh, tuổi đời còn trẻ, chức sắc chưa có, không có công danh gì. Thì việc đó thật khó lắm. Chiến buồn trầu lại nói: lời thầy nói con đã hiểu rồi, con sẽ giữ mình cẩn trọng, nhưng này hãy cứu lấy công chúa trước cho tròn chữ nghĩa cái đã, cho việc về sau thì về sau sẽ liệu. Thầy Binh gật đầu, đoàn dặn dò Trịnh Chiến những việc cần chuẩn bị. Thế rồi cầm cây trâm ngọc đi tới gian phòng đã có bộ phong ấn dán ở bên ngoài làm việc chuẩn bị, không cho Chiến vào xem. Đến chiều thì những thứ cần dùng đã có đủ, thầy không cho ai vào trong căn phòng đó. Đoàn tự tay cầm đồ lễ và các đồ khí huyền cụ mang vào bên trong phòng, rồi đóng chặt cửa lại. Không ai biết thầy Binh làm gì bên trong đó. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau thì trở ra. Mọi việc đều thuận lợi cả, không cần tới 5 ngày. Trong vòng 3 ngày nữa thì hồn công chúa sẽ nhập lại vào cây trâm ngọc. Bây giờ tôi sẽ lấy trà giao cho thiếu chủ. Thiếu chủ hãy trao trả cho con hồ ly kia. Hãy nhớ rằng khi nó đến, tôi phải có mặt ở đó để hỏi chuyện. Trong 3 ngày đêm, không được cho ai bước vào căn phòng này. Trịnh Chiến gật đầu lĩnh ý. Đoàn sai Dương Hát canh giữ ngoài cửa phòng, bất kể ngày đêm không rời, không cho bất kỳ kẻ nào lại gần cả. 3 ngày sau, thầy Binh đi vào trong phòng để hành lễ, rồi đi ra ngoài, bảo gia nhân gỡ dấu niêm phong và vào trong quét dọn dẹp sạch sẽ như thường, lại cho loan tin đi là thầy đã trừ đi cái điểm phong thủy xấu trong căn phòng của thiếu chủ, sau này cứ ở bình thường, không phải lo lắng gì nữa. Thế là trong nhà vẫn yên, không ai nghi ngờ gì về những điểm bất thường trong phủ mấy ngày qua. Tối đó thầy Binh mới tới thỉnh an thiếu chủ, đoạn dâng lên một cây trâm ngọc sáng lấp lánh, cho nói: thần thức của công chúa đã tụ cả vào trâm này, nhưng do lần trước đã chẳng may bị thần chú của Vu Sơn làm cho bị tán ra, nên bây giờ chẳng hiện lên được, đành chỉ giữ cây trâm đó mà chờ đợi hồ ly quay lại thôi. Trịnh Chiến cẩn trọng đón nhận trâm bằng cả hai tay, toàn cất đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ nó chẳng được an toàn nên giữ lại bên mình. Vậy là lúc nào cũng mang trâm theo người chẳng rời, kể cả khi ăn ngủ. Trong lòng Chiến hồi hộp lo âu lắm, chỉ mong chống cho 2 ngày nữa trôi qua, để tới ngày hẹn với Thu Linh. Thế rồi đêm hôm đó là đúng tròn 5 ngày kể từ ngày hẹn ước với Thu Linh. Thầy Binh và Trịnh Chiến ngồi chờ sẵn trong phòng từ dạo đêm để chờ đợi. Cửa sổ phòng thì luôn mở ra. Quả nhiên tới nửa đêm thì có tiếng động lạ, có con cáo trắng nhảy phóc từ bên ngoài cửa sổ vào trong. Chính là Ngũ Thu Linh đã theo lời hẹn ước. Thu Linh vừa vào trong đã thấy ngay Hồ Văn Binh thì kinh hãi, toan quay đầu nhảy ra bỏ trốn, thì thầy Binh mới nói lớn lên: "Nè, đừng sợ." Cáo ngừng lại một nhịp, quay lại nhìn thầy và Trịnh Chiến đầy nghi ngờ, rồi nói: "Thầy không giết con đó chứ?" "Cô là người có nghĩa, lại là người hầu của công chúa điện hạ, ta sao dám giết cô chứ?" Thu Linh quay sang nhìn Trịnh Chiến, Chiến gật đầu: "Người quân tử chẳng dùng mưu gian. Thầy tôi nói không giết là không giết. Thu Linh hãy ngồi xuống đây cùng liệu việc của công chúa đi." Hậu Ly nghe thấy thế mới yên tâm quay lại: "Tạ ơn thầy, tạ ơn tướng quân." Bây giờ hướng mắt về phía thầy Binh mà hỏi: "Thưa thầy, nếu chẳng chê phận thấp hèn, con cũng theo học huyền môn, xin thầy cho biết đạo hiệu để con tiện kính thưa ạ." "Ta là đạo sĩ tu học trên Vu Sơn, họ Hộ tên Văn Binh, đạo hiệu là Huyền Thiên." Trịnh Chiến nói: "Sao lâu nay chẳng thấy thầy xưng ra bao giờ vậy?" "Đạo hiệu chỉ dành cho những người trong huyền môn gọi nhau. Nay tôi theo phủ Trịnh gia, không có ai biết về huyền thuật, xưng đạo hiệu cũng chẳng tiện, nên xưa nay các vị cứ hay gọi tên tôi ra,
như vậy cũng thuận hơn. Là người của Vu Sơn thì trong đạo hiệu đều có chữ Huyền. Nếu sau này ra đời gặp vị nào có đạo hiệu như thế thì liền sẽ biết đó là người của Vu Sơn đó. Hậu Ly và Trịnh Chiến đều gật đầu. Hậu Ly nói: Con tên là Thu Linh, là Hậu Ly ở núi Bảo. Thầy Huyền Thiên nghe thấy vậy thì lại hỏi: Người ở núi Bảo xuất thân, vậy có biết Trần Phu Nhân Ngũ Thu Nguyệt hay không? Trần Phu Nhân, họ Ngũ tên là Thu Nguyệt, là tam quận chúa của núi Bảo, xuất thân là Hồ Ly, nhưng có đức hạnh lớn lao, lại biết chịu đựng nhẫn nhục, đi theo chủ soái Gia Lâm là Trần Cao Vân từ thuở còn hạng vi. Về sau Cao Vân làm chúa một cõi, phong cho Thu Nguyệt danh hiệu Phu Nhân. Các tướng sĩ và nhân dân đều thương yêu, gọi cung kính là Trần Phu Nhân, không kể tới xuất thân của nàng. Thu Linh nói: Ngũ Thu Nguyệt là em gái của con. Vậy ra cô là một trong ba vị quận chúa họ Ngũ của Bảo Sơn, cùng với Ngũ Thu Hương và Ngũ Thu Nguyệt đó sao? Chính vậy, con là chị cả, kể tới là em Hương, sau cùng là em Nguyệt. Đã cùng sống trong trời đất hơn 200 năm nay rồi. Gặp việc giữ núi bị đánh cướp tàn hại, chị em tứ tán mỗi người một nơi. Em Thu Nguyệt được vinh hiển như ngày hôm nay, thực mừng lắm thay. Con thì theo về kinh thành, nay theo hầu An Tư công chúa. Lại nói tất cả những người ở phủ Trịnh gia và các thầy pháp đạo sĩ ở Vu Sơn đều thờ Trần Cao Vân và Ngũ Thu Nguyệt. Nay biết được Thu Linh là chị của Thu Nguyệt, đạo sĩ xúc động bùi ngùi. Bây giờ mới thấy người cũng chắp tay mà lại Hậu Ly. Hậu Ly sợ hãi không dám nhận lễ, vội quỳ xuống bên dưới thầy: Thưa thầy, việc của chủ con chắc tướng quân cũng đã nói cho thầy tường tận. Nay có việc gì dặn dò xin thầy cứ nói, chờ cho con xin cây trâm trở về. Thầy Binh gật đầu. Vậy là Trịnh Chiến đưa cây trâm lên. Hậu Ly há miệng ra ngậm lấy. Đoạn thầy nói: Cô cũng là người biết đạo huyền, lại làm được phép xuất hồn cho công chúa, thì tức là sẽ biết cách thức nghi lễ. Vậy cũng chẳng có gì cần dặn thêm. Tôi dùng thuật trùng hồn đã thâu mặt na thức của công chúa vào trong trâm này. Cô cứ mang về làm lễ như thông thường là được. Hậu Ly gật đầu cảm tạ. Thầy Binh ngập ngừng trong giây lát rồi nói: Khi mà công chúa Điện Hạ hồi tỉnh đó, cô tâu lại với công chúa rằng việc xuất hồn có nhiều nguy hiểm. Có lẽ từ nay công chúa đừng xuất hồn tới đây nữa, để giữ gìn cho thần ngọc. Nếu có điều không hay xảy ra như vừa rồi thì họa vô đơn chí, phủ chúng tôi gánh vác không nổi đâu. Trịnh Chiến và Thu Linh nghe xong đều hiểu ý thầy muốn cấm cản chuyện này, cũng buồn rầu trong lòng chẳng nói nên lời. Thế rồi Thu Linh miễn cưỡng gật đầu: Dạ, vậy thì chào thầy, chào tướng quân tôi đi. Ơn cứu mạng chủ tôi xin ghi nhớ trong lòng. Nếu có duyên mai này xin còn gặp lại nhau. Nếu duyên đã hết, xin cũng chúc thầy và tướng quân vạn sự hanh thông. Trịnh Chiến buồn mang mát, lưu luyến muốn giữ Hậu Ly nói thêm nỗi lòng, nhưng thầy Huyền Thiên biết ý, đã nắm lấy tay cản lại. Ngũ Thu Linh chẳng nói thêm nửa câu, ngậm chặt cây trâm, ngắm hướng cửa sổ lao vụt ra ngoài. Hậu Ly đi rồi, Trịnh Chiến nói: Từ nay chẳng còn được gặp nàng nữa, con thật chẳng đành lòng. Nỗi buồn này khi nào mới có thể nguôi ngoai được đây? Thầy Huyền Thiên vỗ về an ủi: Chuyện tình cảm nam nữ thì rồi dần dần sẽ nguôi ngoai thôi. Thiếu chủ nhờ công tử Trần Linh tìm cho một mối nào đó con của các vị quan trong triều. Cái gì cũng vậy, môn đăng hộ đối thì mới dễ có hạnh phúc lâu bền được. Trịnh Chiến biết là thầy của mình nói đúng, nhưng nghĩ về những lần hai người nói chuyện thâu đêm, trong lòng chẳng khỏi nhớ nhung buồn bã. Đoạn thở dài một tiếng não nề, rồi thầy trò ai về phòng người đó nghỉ ngơi. Lại nói tới Ngũ Thu Linh trời khỏi phủ Trịnh gia, liền đi một mạch trở về hoàng cung, biến lại thành hình người, dùng thẻ bài mà đi vào khỏi cửa cung cấm vệ.
trở về thẳng cung công chúa mà không gặp ngăn trở gì. Bây giờ lẳng lặng lập đàn lễ tràng, cắm lên 7 cây nến, thắp cho cháy lên. Ở vị trí cây nến thứ 8 thì đặt cây trăm ngọc vào trong đó. Đoạn đi vào trong phòng, bế xốc công chúa ra, cõng ra đàn tràng, đặt nàng nằm trong vị trí giữa đàn. Mình thì ngồi vào vị trí đàn, rồi niệm chú khấn vái hồi lâu. Dần dần từ trong cây trăm xuất ra một thần thức, bay nhập vào thân công chúa. Công chúa hò lên vài tiếng, từ từ ngồi dậy. Thu Linh làm lễ xả đàn, xong xuôi đâu đó, bước lại bên cạnh công chúa mà nói: "Mừng quá, công chúa đã được bình an." An Tư thật ra vẫn biết hết mọi chuyện đang diễn ra với mình trong cung, nhưng không biết được sự việc bên ngoài cung. Bây giờ tỉnh lại, câu đầu tiên nàng nói ra là: "Chàng ra sao rồi?" Thu Linh có vẻ không vui. "Vì Trịnh tướng quân mà công chúa bị một phen nguy hiểm, nay mới hồi tỉnh còn chưa biết ra sao, đã vội hỏi tới người ta rồi." Công chúa nhuyễn cười nói: "Mấy ngày chẳng gặp được chàng, ta lo lắng lắm. Chẳng biết không có ta thường xuyên nhắc nhở, chàng có sa đà vào rượu chè với bọn Trần Linh hay không nữa." "Thương cho công chúa, trao tình yêu chẳng đúng chỗ. Từ nay công chúa chớ nên quan tâm tới tướng quân đó nữa." "Vì sao lại như vậy?" "Em bị truy bức quá, buộc phải nói ra thân phận của cô. Người ta vừa nghe xong đã sợ chạy mất mật rồi. Lại được cả ông thầy pháp quân sư trong phủ ngăn cản, người ta chẳng còn dám gặp cô nữa đâu." Đoạn nói hết những chuyện ở trong phòng trịnh chiến ra, kể lại cho An Tư nghe. An Tư nghe xong thì buồn thiu: "Ta nhớ chàng nhiều lắm. Từ nhỏ tới giờ ta chưa từng yêu ai cả. Giờ bỏ không gặp được chàng nữa, làm sao ta chịu đựng nổi đây." Thế rồi ôm mặt mà khóc. Thu Linh chẳng biết nói gì, chỉ biết an ủi vỗ vệ. Một lát sau công chúa chợt nín khóc, lấy tài lau nước mắt rồi nói: "Ấy là chàng sợ vì danh phận, là do vị thầy pháp quân sư kia ra sức ngăn cản, ngày nào cũng tiêm nhiễm vào đầu, đâm ra là chàng sợ. Chứ ta biết chàng cũng yêu ta mà. Bây giờ ta tới động viên an ủi chàng, rồi cùng đồng tâm đồng lòng mà cầu xin hai bên gia đình, thì biết đâu việc lại thành chứ." Tu Linh nghe xong giật mình can ngăn ngay: "Ê chết, như vậy đâu có được. Hồn lìa khỏi xác đã lâu, nay mới về lại cần thời gian phục hồi. Nếu bây giờ công chúa mà đi nữa thì sợ sẽ gặp nguy hiểm đó. Vậy để vài ngày nữa đi." Tu Linh định can, nhưng công chúa không muốn nghe, rồi đứng dậy lảng đi mất, rồi nói: "Ta mệt trong người quá, về nghỉ ra, em dọn lại đi nha." Nói rồi bước thẳng đi, chẳng để cho Linh kịp mở lời. Thu Linh biết có can cũng chẳng được, bây giờ thở dài một tiếng, lặng lẽ sắp xếp lại vật dụng đồ lễ của đàn tràng. Sáng hôm sau, Vua Nhân Tông tới thăm sớm. Quả nhiên sau 5 ngày, liền đã thấy công chúa đứng dậy mà ra tiếp kiến được y như lời hồ ly. Tuy công chúa cũng chẳng vui vẻ mà chẳng thèm nói năng gì. Vua hỏi thì câu được câu chăng, câu nào không thích trả lời thì không trả lời, tra điều khó chịu. Lại có ý chẳng muốn nói chuyện lâu, thái độ câu có bực bội. Nhưng đó đã là việc thường xưa nay vẫn thế, nên vua biết công chúa tâm thần không ổn, bị trầm cảm xưa nay nên chẳng bận tâm đến. Vậy là Thu Linh thoát chết. Vua nói: "Ta biết việc này có điều linh dị, nhưng chỉ cần người còn là được. Mày hãy ở bên cô ta, tập trung với cô, cho ngày sau sẽ chẳng phải chịu thiệt thòi đâu." Thu Linh cúi đầu lĩnh mệnh. Thế rồi vua đi khỏi. Lại nói tới trận chiến đêm hôm đó, sau khi Thu Linh đi rồi, cứ nằm trằn trọc cả đêm chẳng làm sao ngủ được. Tới sáng hôm sau thức dậy thì người mệt lả cả đi, xin cha cho nghỉ ra thao trường một ngày. Cứ nằm lặng trong phòng, vắt tay lên trán mà ngẫm nghĩ những chuyện đã qua. Nhớ lại khuôn mặt công chúa vào cái đêm cuối cùng bị chàng bắt hiện ra, khi chàng phun 3 hạt gạo vào người. Ôi chao,
sao mà kiêu sa lộng lẫy, xinh đẹp nhất đời đến như thế. Ôi chào, khi ấy khuôn mặt nàng hoang mang, trung sợ biết bao nhiêu. Điều đó càng chỉ làm cho nàng trông trở nên xinh đẹp yêu kiều. Rồi đây những đêm trường cô đơn lạnh giá, sẽ chẳng còn nàng bầu bạn hàn huyên nữa hay sao? Chiến lấy làm ân hận trong lòng, vì đã nghe theo lời thầy Binh lắm. Đoạn buồn trầu chẳng nói nên lời, cứ nằm như thế mãi tới tận trưa, thì chợt nghe có tiếng bước chân người ầm ầm kéo vào, mở tung cửa ra. Thì ra là bọn Trần Linh, Trần Bình Trọng và Trần Sâm cùng sọc tới. Trần Linh nói: "À, Trịnh Chiến ông đau như thế nào rồi? Có đi uống rượu với chúng tôi hay không?" Chiến nhân lúc đang buồn bã trong người liền nói: "À, chẳng phải ốm đau, hôm nay lười quá nên xin cha cho nghỉ thôi. Ta cùng đi, tôi cũng đang thèm rượu đây." Lại nói bọn Trần Linh đều là công tử con nhà vương gia đại thần, nhưng tới phủ Trịnh gia như cơm bữa. Trong kinh thành này đều biết các công tử qua lại chơi với nhau như tình anh em, nên khi họ đến cứ thế mà vào thôi. Gia nhân cũng đều quen mặt, chẳng cần phải báo. Do vậy mà tới thẳng được phòng của Chiến mà Chiến không hay biết. Thế là cả bọn cùng kéo nhau đi uống rượu. Bây giờ rượu đã qua vài tuần, Chiến cũng cứ uống rượu tì tì, mặc cho các huynh đệ nói chuyện vui vẻ, chẳng nói năng câu gì. Bên trong nhìn Trịnh Chiến thấy thế thì chợt hỏi: "Chẳng phải ta đoán mò, chứ nói thật ta thấy dạo này tâm thần của hiền đệ không có ổn lắm, lúc nào cũng thấy ủ rũ. Ngay cả ngoài thao trường danh trại là nơi đệ thích nhất, mà khi ở đó cũng chẳng thấy được hưng phấn như ngày đầu. Đệ có chuyện gì trong lòng chăng? Cứ cùng tâm sự ra đây, bọn ta chẳng giúp được gì thì cũng lắng nghe cho khuây khỏa trong lòng chứ." Trần Linh nói: "Nếu mà hắn chẳng có bệnh ngoài thân, ta nghĩ chỉ còn bệnh tương tư mà thôi." Các bọn phá lên cười, thế nhưng Chiến lại buồn trầu chẳng đáp. Trần Linh nói: "Hay là hiền đệ thích con gái nhà ai? Cứ nói ra đây đại ca xem thử. Ta nói thật chứ đệ, dưới gầm trời này chỉ có người của nhà vua là ta chẳng dám đụng vào thôi. Còn bất kể đàn bà thiên hạ, chỉ cần đệ thích, ta sẽ đứng ra tới hỏi cưới về cho đệ là xong việc thôi. Hà cớ gì phải đâm chiêu chứ?" Trịnh Chiến buồn trầu nốc cạn chén rượu, rồi nói: "Việc này á, huynh chẳng quản được đâu." Trần Linh đập bàn tức giận: "Ơ, đệ nghĩ ta nói chơi với đệ hay sao?" "Chẳng phải như vậy, nhưng mà quả thật là việc này huynh không có lo được." Các ba người còn lại nhìn nhau hoài nghi. Trần Linh nói: "Ừ, thế ra hay là đệ thích một trong các công chúa, hay là đệ có ý với ai trong hậu cung của nhà vua thật sao?" Các bọn nghe Trần Linh chăm chọc Trịnh Chiến như thế thì cùng phá lên cười. Trịnh Chiến chẳng biết nói sao, cũng đành cười trừ mà chữa thẹn. Phải, kể chi nàng là bất kỳ ai trong thiên hạ này, trong ngàn vạn nữ nhân, cứ sao nàng lại là một cô công chúa, thật xót xa biết bao. Bây giờ Trần Linh vẫy tay: "Thôi nghiêm túc nè, các người cùng ghé lại đây." Vậy là cả ba người cùng chụm đầu lại, Linh ghé tai chúng nói nhỏ: "Ta nói cho các đệ một việc tuyệt mật, đây là việc đại sự quốc gia. Ta quý các người như anh em trong nhà mới nói ra, chứ còn các người không được hé răng nửa lời ra bên ngoài nghe chưa? Nếu việc lộ ra là mất đầu cả lũ đó." Thấy mặt Trần Linh có vẻ nghiêm trọng, cả ba đều thất kinh. Linh nói tiếp: "Cha ta có một nguồn tin bí mật từ phương Bắc, chỉ nay mai thôi là người Nguyên sẽ vào nước ta. Tới lúc bấy giờ kiểu gì triều đình cũng sẽ tuyển dụng võ tướng. Các người hãy dốc lòng ra sức luyện tập ngay từ bây giờ đi. Trong khi những kẻ khác còn đang vui chơi nghỉ ngơi, thì các người hãy gắng sức mà trau dồi, thế mới mong có được thành tựu trong đời. Khi tới nước nhà Lâm Quy, sẽ có các kỳ tuyển tướng ứng thí, thì ta trong cung sẽ biết được trước. Bây giờ các người ghi danh mà lĩnh binh lập công, chí trai nuôi rèn 20 năm trời. Chỉ những dịp như thế này mà nên thân hiện đạt. Các người có nhớ lời ta chăng?" Các bọn nghe Trần Linh nói xong thì thấy trào trực trong lòng. Quả nhiên rèn binh học võ chờ tới thời, cuối cùng thì thời cũng tới. Thế là từ đó chúng đều dốc lòng, dốc sức luyện tập ở thao trường.
Có những ngày tối mịt cũng chẳng về nhà, chỉ mong có ngày được ghi danh bản vàng, lập công với nước để tiếng thơm được lưu truyền hậu thế. Chỉ riêng có Trịnh Chiến nghe được tin ấy là mừng hơn cả. Ngoài điều mong cầu như các vị huynh đệ kia, Chiến còn có thêm một mong cầu sâu kín. Nếu chàng trở thành đại soái giữ ấn Nguyên Nhung, lập công cho nước, nức tiếng thiên hạ, khi đó chàng chẳng còn chỉ là một võ tướng vô danh tiểu tốt nữa rồi. Lúc bấy giờ xét về danh, chàng chẳng xứng với ai kia hay sao? Nghĩ thế lấy làm mừng. Cho dù những ngày sau chàng chẳng còn được gặp nàng tới vào mỗi đêm, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng để chàng bám víu vào đó, mọi điều buồn khổ, nhung nhớ đều vơi đi bội phần. Kể từ ngày hôm đó, Chiến lao vào việc binh đao, luyện võ chẳng hề nghỉ ngơi. Lại được các tướng võ việc chinh chiến là Bình Trọng, Trần Sâm giúp đỡ tận tình. Lại có Trần Linh và cha cùng với thầy Huyền Tiên là những người giỏi về binh pháp, dốc lòng dạy cho binh pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chiến đã thăng tiến vượt bậc rồi. Lại nói tới An Tư. Kể từ sau đêm hôm đó, chẳng ngày nào là công chúa không dục Thu Linh làm lại lễ để nàng tới gặp Trịnh Chiến. Nhưng Thu Linh cứ kiếm cớ thoái thác, sức khỏe công chúa chưa được tốt, để dăm hôm nữa công chúa khỏe rồi hẳn tính. Thu Linh cứ khuất lần, khuất mãi, mong rằng công chúa qua nhiều ngày không gặp thì sẽ dần phai nhạt đi. Thế nhưng nàng cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong cấm cung, đâm ra lại càng nhớ Nhung nhiều hơn nữa. Lúc nào cũng thúc giục, lúc nào cũng gắt gỏng chẳng vui. Các trò chơi thú vui thường ngày với bọn mỹ nữ chẳng làm cho nàng nguôi ngoai đi được chút nào. Cứ đêm vậy, hôm nào nàng cũng lôi Thu Linh ra mà hành hạ. Thu Linh chối mãi không được nữa. Vậy là 4 ngày sau, đành phải làm lại lễ xuất hồn cho công chúa. Thu Linh nói: công chúa có máu rồng trong người, hồn của cô có thiên lực rất mạnh bảo vệ, cho nên khi xuất hồn ra thì trên đường di chuyển ma quỷ không phạm được đến thân người. Em lại giăng các bùa bảo vệ lên cho hồn nên lại càng an toàn. Thế nhưng sau lần xuất hồn ra bị tổn thương, thiên lực của công chúa đã bị phá vỡ rồi, nay hồn rất yếu. Công chúa di chuyển phải lựa nơi không có gió mà đi, kẻo gió thổi cho tan hồn thì chẳng biết ở đâu mà tìm. Công chúa nào có đói hoài gì tới những lời dặn dò của Thu Linh. Trong lòng nàng bây giờ chỉ mong chóng làm sao cho gặp được chàng. Thế là nàng gật đầu lia lịa, xem chừng đã ghi nhớ rồi. Thu Linh thở dài miễn cưỡng, đành lập đàn cầu cho công chúa đi. Tới nửa đêm hôm đó, công chúa lại tới phủ Trịnh gia tìm Trịnh Chiến. Từ xa nhìn lại, thấy cửa sổ phòng Trịnh Chiến mở, công chúa cười thầm, nói thầm: ta biết chàng vẫn còn thương ta mà, chàng quên ta sao được, chàng vẫn luôn mở cửa sổ chờ ta tới. Trong lòng công chúa vui tới lạ. Công chúa bước ngay lại nơi cửa sổ phòng Chiến, thấy chàng vẫn đang nằm say ngủ trên giường. Đoạn toan bước vào, thì ngay khi chạm vào khung cửa, công chúa cảm giác tê tái cả người, rồi thấy gió lạnh thổi buốt toàn thân. Đầu óc công chúa chợt quay cuồng, cả người nôn nao. Thế là vội rụt tay trở lại. Cái gì như thế này? Công chúa lại gắng sức vào lại một lần nữa, nhưng 5 lần 7 lượt đều bị đẩy ngược ra ngoài, không làm sao mà vào được. Công chúa lo lắng nhìn quanh, chợt nhiên thấy bên dưới đất, ngay chỗ cửa sổ phát ra thứ ánh sáng lạ màu vàng lợt lạc. Công chúa ngó mắt xuống thì nhìn thấy một lá bùa được dán rất kín đáo, rồi được che phủ cây cỏ lên. Công chúa chợt hiểu ra mọi chuyện. Cái gã thầy pháp kia, hắn đã giăng bùa quanh phòng của chàng để ngăn công chúa tới thăm chàng rồi. Đoạn công chúa nghiến răng căm tức, nhìn vào trong, thấy chàng đang ngủ ngon lành trên ghế. Ôi nét mặt thân thương mà nàng ngắm hàng đêm. Nàng đưa tay vuốt ve. Ôi sao giờ đây hai người chỉ cách nhau một khung cửa sổ mà ngỡ như xa xôi dịu dợi. Chàng có biết việc phòng của chàng đã được yểm bùa bảo vệ hay không? Gã thầy pháp đó đã bí mật làm như thế này để cấm cản nàng tới thăm chàng, hay là chính chàng cũng biết việc đó nhưng vẫn để cho hắn làm như thế? Không, chàng chẳng biết việc đó đâu. Nếu biết thì đời nào chàng chịu chứ. Chàng vẫn để cửa sổ mở ra, có nghĩa là chàng vẫn mong chờ ta. Nhưng ôi thôi, biết làm sao đây, biết dùng lời nào mà nói cho chàng hiểu. Hoàng cung ta chẳng thể ra ngoài, chứ còn mảnh hồn cô đơn này cũng bị ngăn cản như thế sao? Trời ơi,
ta và chàng chẳng còn cách nào mà bên nhau được hay sao? Công chúa òa lên khóc bất lực, đoạn nhìn bóng dáng thân thương của chàng lần cuối qua làn nước mắt, rồi lủi thủi quay người bỏ đi khỏi phủ Trịnh gia. Về tới cung công chúa, An Tư bật dậy ngay. Tu Linh vội vàng bước lại hỏi: Sao cô về sớm vậy? Mọi chuyện được như ý chứ? Chợt An Tư nắm chặt lấy tay Tu Linh, nước mắt chàng chứa mà nói: Lập thầy pháp ở phủ Trịnh đã dễ buồn ăn rồi, ta chẳng chào với chàng được. Thu Linh à, em có cách gì giúp ta với? Thu Linh lắc đầu: Huyền nhân Vu Sơn đều là người có thượng căn u ẩn, loài hầu ly không thể sánh bằng được. Việc này em chịu thua thôi. Vậy ngày mai ta ra phố có được hay không? Ta bí mật ra phố giống lần trước, rồi đi tới phủ Trịnh gia gặp chàng. Như thế không được đâu cô à. Lần trước ra phố đi vậy, thánh thượng đã nghi ngờ rồi, lúc nào cũng cho cấm quân canh chừng trong phủ. Nếu lần này lại xin đi, kiểu gì cũng có cấm quân đi theo. Họ mà phát hiện công chúa tới phủ Trịnh thì đừng nói cả nhà họ Trịnh, mà tất cả em cũng rơi đầu đó. Công chúa nước mắt lã chả, hai tay run rẩy, các người trung lên đầy kích động, lại nắm lấy tay Thu Linh mà nói: Hay ta cứ tới gặp huynh trưởng mà bộc bạch hết mọi sự cho rồi, có lẽ nào anh lại không thương ta chứ? Thu Linh thở dài: Cô ơi, sao cô lại nghĩ như vậy cho được? Cô là con gái út được tiên hoàng yêu nhất, là em gái nhỏ được thượng hoàng yêu nhất, có lý nào lại chịu gả cô cho một võ tướng thấp kém? Cô sinh ra việc đó chỉ rước họa diệt tộc phong gia cho tướng quân ấy mà thôi. Công chúa vẫn nước mắt ngấn lệ hỏi: Vậy ta phải làm gì bây giờ? Thu Linh biết công chúa đang kích động, cũng chẳng biết khuyên sao, thở dài mà nói: Thôi thì đành chấp nhận số phận thôi. Vì công chúa là cô của vua, ngăn trở muôn trùng như thế, chưa nói tới hoàng cung, ngay cả trong Trịnh gia biết được thân phận của cô mà không cấm cản tướng quân mới là lạ đó. Nay ông thầy pháp đã làm phép ngăn cô còn gì. Giờ đã như thế, chỉ bằng công chúa hãy quên Trịnh tướng quân đi. Mai này có công tử con vương gia nào hỏi cưới thì lập gia thất như bao công chúa khác thôi. Công chúa nghe tới thế thì trên lên một tiếng sầu thảm đớn đau, đứng bật dậy, đá đổ cả bàn lễ và các nến, rồi nghiến răng mà nói: Làm công chúa điện hạ mà chẳng quản được hạnh phúc của mình, chẳng thể chọn người mình yêu thương thực lòng như thế này, ta thà làm con tỳ nữ cho rồi. Nói rồi lao về giường, gục mặt vào gối mà khóc như mưa. Tiếng khóc ai oán bất lực của công chúa vang động cả phủ. Các cung nhân xung quanh phòng đều nghe thấy mà giật mình, thức giấc, nhưng không ai dám vào hỏi cả, chỉ đứng sát bức vách bên ngoài mà nghe ngóng. Thu Linh chẳng biết an ủi như thế nào, đành lủi thủi thu dọn đồ lễ, tránh để lộ diệt mà thôi. Công chúa cứ như vậy khóc thổn thức tới sáng, đến hôm sau thì quá buồn đau thương nhớ, ốm một trận nặng, chẳng ra khỏi được giường. Hai tháng sau, bây giờ là mùa thu năm 1282. Trong nước có sự việc lớn xảy ra, ảnh hưởng tới đại cục trong giao thiệp với nhà Nguyên ở Trung Hoa. Vua Nguyên là Thế Tổ Hốt Tất Liệt, vốn chẳng dựa mắt các vua Trần đã lâu, nhất là sau khi vua Nhân Tông lên ngôi mà không báo cho nước Nguyên, nhưng chẳng có cớ gì mà hội tội. Nhân dịp chọn được ngày giờ, binh mã hội đủ, tôi luyện kỹ càng, là nhân có việc thái tử nước Nguyên là Thoát Hoàng chuẩn bị cho việc nhận ngôi báo. Vua liền vạch ra mưu xâm chiếm nước Chiêm Thành, cũng nhân đó mà thử tài thái tử. Đoàn sai các quan đại thần chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, xem ngày giờ chuẩn bị xuất binh. Nguyên Thế Tổ nói với quần thần: Xưa nay nước Việt từ thời Thái Tông cho tới con là Thanh Tông, cháu là Nhân Tông, đều xem thường đại quốc, không biết uy trời. Trẫm đã muốn dẹp yên từ lâu, nhưng vì nhiều việc trong nước lại có nội chiến nên chuyện đó tạm hoãn đi. Nay mọi điều đã êm xuôi,
3 năm trước lại chinh phạt được Nam Tống Trung Hoa. Các nước Đại Lý, Ai Kỳ đều đã hàng cả. Đại Trẫm muốn cất quân một lần, đánh dẹp cả Chiêm Thành lẫn Đại Việt, thống nhất một dải đất phương Nam. Ý các hành ra sao? Bây giờ trong hàng tướng có một người bước ra. Tướng đó giữ chức hữu thừa tướng, tên gọi là Toa Đô. Thừa tướng nói: Chúa thượng nói chẳng sai. Ấy thế nhưng Đại Việt ở gần, Chiêm Thành ở xa. Đại Việt tuy lâu nay xem nhận, nhưng chúng cũng chưa chống trả mặt. Nếu mang quân đánh thì chưa có cớ, hơn nữa đánh vào nước Việt thì động vào nước Chiêm, chúng sẽ mang quân ra mà ứng cứu. Bởi Việt mà mất thì Chiêm cũng mất. Nay chi bằng chúa thượng cho đánh Chiêm Thành trước, đường đi của đại quân phải qua nước Việt. Ta ép nước Việt cung ứng lương thảo, khí giới cho ta. Như vậy ta dùng sức của Việt mà đánh Chiêm. Đánh được Chiêm xong thì ta mang đại binh lấy luôn Việt. Ấy là vẹn cả đôi đường. Còn nhược bằng chúng không cho mượn người mượn sức, khi đó ta lại có cớ mà đánh nước Việt. Lời thừa tướng nói rất hợp với ý Trẫm. Vậy thì khởi đại quân đánh tiến với nước Việt, xem Nhân Tông đối đáp ra sao. Rồi khi đó tùy cơ mà liệu biến. Nước ta là đại quốc, bọn tôm tép đó nào có kể gì. Ai có thể vì ta mà làm việc này? Thế Tổ đã có ý muốn sai Thái Tử đi, nhưng dò hỏi thử để xem Thái Tử ứng biến ra sao. Quả nhiên Thái Tử là thoát hoang bước ra mà nói: Thưa chú thượng, nay chú thượng tin dùng, hài nhi xin đi một phen để cho các nước phương Nam bọn chúng biết cái uy của Thiên Triệu Đại Quốc ta. Thế Tổ hài lòng vuốt trâu gật đầu: À, quả nhiên Thái Tử có khí phách hơn cả. Vậy việc này giao cho Thái Tử toàn quyền lo liệu trụ tính. Nay ta cho hữu thừa tướng đi theo Thái Tử làm quân sư. Mọi việc trong màn trướng, Thái Tử hãy cùng bàn bạc với thừa tướng. Thừa tướng chiến trận đã nhiều, tinh tường mọi thuật, sẽ không làm Trẫm phải thất vọng đâu. Toa Đô bước ra quỳ lại mà nói: Tạ ơn chúa thượng ra ân. Phen này ra quân, thần nguyện phò Thái Tử đem đất nước Nam về dâng lên chúa thượng, để tỏ rõ cái uy của Thiên Triệu. Trước khi xuất chinh, cho thần xin được mang theo 3 người. À, thừa tướng cần xin ai đi? Xin thánh thượng cho thần xin 3 người. Đó là đại tướng Lý Hằng, đại tướng A Lý Hải Nhà và thủy sư đô đốc Ô Mã Nhi. Đều là các tướng giỏi nhất của Thiên Triệu. Quả là thừa tướng có cái nhìn tinh đời đó. Nhưng ta hỏi thừa tướng, Ô Mã Nhi vốn là đại tướng thủy chiến, tại sao lại chọn trong lần xuất binh này? Thưa bẩm, bởi lẽ lần này đường thủy sẽ là con đường chủ đạo, ta lấy được nước Nam. Tất cả đều trong mưu tính của thần cả. Thế Tổ gật đầu, truyền cho quân thần văn võ: Được, việc chinh phạt phương Nam lần này ta trao quyền đại soái cho Thái Tử, quyền phó cho thừa tướng Toa Đô. Hai vị cứ tùy ý mà dùng người. Trong Thiên Triệu các vị chọn ai đi cùng thì tùy ý, không cần phải hỏi ý tới ta. Các tướng y mệnh thi hành, ngày mai làm lễ đăng đàn bái tướng, trao ấn tín tướng soái cho 3 quân. Cho phương đạo sĩ chọn ngày đẹp, khởi binh thi hành mệnh trời. Các tướng đều trăm trắp nghe lệnh, cúi đầu hô vạn tuế. Bây giờ ở phương Bắc, quân sĩ thao luyện, khí thế ngút trời. Việc đồn tải lương thảo và những sự kiện khác xảy ra trên đất Nguyên nhanh chóng được thám tử báo về cho Nhân Tông. Bây giờ vua mới hội các tướng lại mà hỏi rằng: Phương Bắc mới đánh nước Tống xong chưa được 3 năm, nay lại chuẩn bị cho việc chinh chiến, là cớ làm sao? Người Nguyên muốn đánh nước nào chứ? Chiêu Văn Vương bước ra nói: Bẩm chúa thượng, thần nghe có tin họ chuẩn bị đánh qua nước Chiêm Thành. Chiêu Văn Vương, Trần Nhật Duật, là hoàng tử của vua Thái Tông, em trai vua Thánh Tông, chú ruột của vua Nhân Tông. Bây giờ có một người bước ra cười nói: Họ muốn đánh nước ta đó. Mọi người nhìn lại
thì ra là Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là con của An Sinh Vương Trần Liễu, là anh họ Vua Thái Tông, bác họ Vua Nhân Tông. Vua Nhân Tông nói: Hưng Đạo Vương nói đúng ý trẫm đó. Chiêm Thành ở phương Nam xa xôi, từ nước Nguyên tới đó phải đi ngang qua nước ta. Lẽ nào dòm ngó tới Chiêm Thành mà chẳng đếm xỉa tới nước ta chăng? Các quan vương nghe thấy thế đều gật gù tán đồng. Quả nhiên Vua Nhân Tông rất hiểu việc chính trị. Đoạn vua nói: Theo như ta liệu, rồi chúng sẽ cho sứ sang ngay mà bắt ta tiếp tế lương thực người phu cho chúng đánh Chiêm Thành đó thôi. Chúng dùng người của ta để đánh Chiêm Thành, rồi ở giữa ngươi ông đắc lợi. Này ta muốn hỏi ý các ái khanh, nếu như có việc đó thật thì nên cư xử ra làm sao? Bây giờ Hưng Đạo Vương nói: Tàu chú thượng, việc đó tất nhiên chẳng được, còn cần cái gì bàn nữa chứ? Nếu giúp người Nguyên đánh người Chiêm Thành thì sau nước Chiêm Thành cũng sẽ tới lượt nước ta, rơi vào tay làng xối đó thôi. Nếu có việc như thế thì nên cư xử ra sao là tốt nhất? Bây giờ dưới hàng công thần lại có một người bước ra. Tàu chú thượng, nếu nhà Nguyên muốn đánh nước Chiêm Thành, ắt hẳn phải mượn đường nước ta. Như thế chưa hẳn là có mưu gì. Nếu có việc muốn nhờ nước ta chi viện mà trong sức ta có thể lo được thì cũng nên lo giúp cho. Như thế tránh được sự tổn thương hòa khí của hai nước. Nước Nguyên là nước lớn mạnh, nước ta là nhỏ yếu thế cô, nên phải tùy liệu vào việc. Thêm nữa, nước ta có vị trí địa thế có lợi, nằm dưới Chiêm Thành và Trung Nguyên, cho nên nhà Nguyên có chiếm được Chiêm Thành thì có lẽ cũng giao cho ta cai quản thôi. Vua nhìn lại thì ra người nói là Chiêu Quốc Vương. Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, hoàng tử con của Vua Thái Tông, em trai Vua Thánh Tông, là chú ruột Vua Nhân Tông. Bây giờ Hưng Đạo Vương lại nói: Lời vương gia nói chẳng sai, nhưng nếu lỡ chúng sinh tâm thông tính, đánh được Chiêm Thành rồi đánh luôn nước ta thì tính sao? Chỉ bằng ta cùng gìn giữ cho nước Chiêm Thành, nếu có việc bị xâm lăng, ta vẫn còn phía sau hậu thuẫn. Sao ông chỉ biết nghĩ một mà không nghĩ tới hai? Nếu ta chẳng giúp cho nước Nguyên thì đó có thể biến thành cái cớ sinh sự để cho người Nguyên phát động chiến tranh thùng tính nước ta. Nước Nguyên hùng mạnh thế nào hẳn ông cũng biết, đến cả nước Tống cũng bị diệt vong với vó ngựa đại hãn, thì nước ta có là cái gì? Nếu họ xâm lược lúc đó thì biết tính ra sao? Xưa nay Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc giống là người tinh thông mưu lực, lại là chú ruột của vua, em ruột thượng hoàng, về tình, lý, chức vụ thì đều hơn cả Hưng Đạo Vương. Bây giờ vương im lặng chẳng đáp lại lời. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật liền bước ra nói: Chúng mà đánh thì ta đánh lại, chứ tính sao cái gì nữa? Bây giờ Nhân Tông thấy các vương gia tranh cãi gay gắt, biết tình thế không ổn, liền lên tiếng mà truyền: Lời các vị hoàng thúc nói ra đều có lý cả. Nay có việc khó như thế này, xin để thượng hoàng định đoạt. Bây giờ mới bước ra khỏi ngai, đứng xuống với quần thần, chắp tay mà hướng về phía thượng hoàng Thánh Tông. Thượng hoàng từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng, ngầm quan sát xem Nhân Tông cư xử ra sao, các vương gia có ý kiến như thế nào. Bây giờ thấy mọi người đều hướng về phía mình, liền mới nói: Lời của các khanh ta nghe đã rõ, nay ta sẽ nói cho các ái khanh tường tận như sau. Nước Mông Cổ xưa nay là cường quốc vô địch, gió ngựa Thảo Nguyên đã lê khắp thiên hạ rồi. Phía Bắc họ đánh dẹp tộc Kim, người Hung Nô, người A Thái. Phía Nam họ chiếm các nước Nam Tống, Đại Lý, Ái Kỳ. Nay họ đánh Chiêm Thành chính là để cô lập nước ta. Cái mộng của họ là cái mộng ba vương thiên hạ, chứ chẳng phải chỉ là mở mang bờ cõi hoặc đánh nước người mà cướp tài vật. Nếu chiếm được Chiêm Thành, họ sẽ biến Chiêm Thành thành nơi củng cố quân lương hậu cần, liên lạc với nước Nguyên qua đường biển, từ đó lấy bàn đạp mà lấy nước ta. Cho nên nếu Chiêm Thành mất đi,
nước ta chắc chắn sẽ mất. Do đó đối với việc nước Diêm Thành, ta chẳng thể giúp cho Nguyên được. Ngược lại, nếu nhà Nguyên có đánh tới nước này, ta còn phải dốc lòng mà bảo vệ cho họ. Vua Nhân Tông và các vương đều đồng thanh hô: Thượng Hoàng giải chí phải. Chỉ riêng có Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc vẫn chưa phục, lại nói: Tâu Thượng Hoàng, vậy nếu như họ lấy đó làm cớ xâm lược nước ta, thì thần xin hỏi Thượng Hoàng đã có phương án chống được hay chưa? Hiểm họa đến từ phương Bắc chẳng phải chỉ là việc sớm tối, mà nó đã là việc của ngàn đời nay. Từ các thời Ngô, Đinh, Lê, Lý dựng nước, nếu chúng đánh tới, há ta chẳng thể noi gương tiền nhân mà sống mãi với chúng một phen được hay sao? Bây giờ Chiêu Quốc Vương lại nói: Hùng mạnh như nhà Tống cũng tàn xương, thay nổi khắp cả Biển Đông, cơ nghiệp tiêu tan trong nháy mắt. Mong Hoàng Huynh hãy sâu xét cho kỹ, kẻo mất đi sự nghiệp của Tiên Dương. Tiên Vương ý chỉ Trần Thái Tông, cha của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, là người lập ra nhà Trần. Thượng Hoàng chợt nhìn nghiêng sang Ích Tắc bằng con mắt rất lạ, rồi nói: Y trọng đã quyết, nếu sự việc diễn ra như thế, cứ thế mà làm, quần thần không tranh luận thêm nữa. Chiêu Quốc Vương nghe Thượng Hoàng truyền thì không nói gì, chắp tay đứng lui về, đoạn cho bãi triệu. Chỉ ít ngày sau, sự việc liền diễn ra y như lời vua tôi nhà Trần dự đoán. Quả nhiên nước Nguyên xuất binh đánh Chiêm Thành, sai thừa tướng Toa Đô làm tổng chỉ huy binh mã, dẫn 5.000 quân đi vòng qua đường biển nước Việt mà xâm nhập vào nước Chiêm Thành. Nước Đại Việt về phương Nam chỉ tới Hoang Châu, tức Nghệ An bây giờ. Xuống dưới nữa từ Quảng Bình là nước Chiêm Thành, nhà Nguyên ở phương Bắc. Nếu đi đường bộ thì phải qua nước Việt mới sang được nước Chiêm. Nhưng nếu đi đường biển, men theo lối đạo Hải Nam, thì vòng qua vùng biển Thanh Hóa là tới được. Bây giờ có đoàn sứ của Chiêm Thành đi sang nước Việt, cả đoàn 100 người, dẫn đầu là thừa tướng người Chiêm tên là Bốn Bà Ma Cát, mang theo voi trắng cống nạp xin được vào chầu. Vua cho mời vào tiếp gặp. Bốn Bà Ma Cát quỳ xuống hành lễ, dâng voi trắng lên cho vua, rồi tâu lại chuyện nước nhà đang gặp nạn xâm lăng của người Nguyên, mong Nhân Tông trả ơn cứu giúp. Vua Nhân Tông nói: Trọng đã biết việc, xin sứ cứ về dinh nghỉ ngơi, trọng sẽ có hồi đáp. Đoạn cứ y theo lời Thượng Hoàng Thánh Tông căn dặn mà làm, hội bàn các quan hội việc, các quan đồng thuận cả. Vua liền lệnh cung cấp nhu yếu phẩm cho sứ nước Chiêm Thành trở về, lại gửi cho Chiêm Thành 2 vạn quân binh và 500 chiến thuyền tiếp viện. Bố Bà Ma Cát mừng lắm, lại tạ Hoàng Ân trối trích, rồi vội vàng đưa viện binh trở về, hết lời ca tụng công đức của vua nước Việt. Từ đó hai nước càng thân tình hơn. Ngay khi sứ Chiêm Thành đi khỏi, thì đoàn sứ của người Nguyên cũng sang tới, đi đầu là Sài Thung tới hội kiến. Vua Nhân Tông sai sắp xếp cho 2 đoàn sứ nghỉ ngơi tại dịch quán ở Kinh Thành. Bây giờ ở Kinh Thành thấy sự việc đã bắt đầu đồn ầm ĩ cả lên về việc sắp có chiến tranh, lòng người hoang mang dao động, việc buôn bán và các hoạt động thường ngày đều bị xáo trộn cả. Sài Thung ở tại dinh xá cho sứ, vua sai đại thần đến mời, Thung không thèm đáp lễ. Vua mời yến tiệc, hắn cũng chẳng tới dự. Thung cưỡi ngựa đi lại trong kinh thành, nghênh ngang kiêu ngạo, sai người đưa thư trách lại việc Nhân Tông lên ngôi mà không báo, đòi Nhân Tông phải đích thân đến phủ của hắn gặp thì hắn mới tiếp chuyện. Vua sai Nhân Huệ Vương Trần Nhật Duật tới, Sài Thung cũng không ra tiếp. Vua chẳng biết làm sao, định đi tới phủ của Sài Thung cho yên chuyện thì các quan ngăn không cho đi. Bây giờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mới nói: Thanh thượng là ngôi chí tôn, dù nước ta có là nước nhỏ cũng chẳng có chuyện vua thân chinh ra tiếp sứ, xin để thần ra tiếp sứ. Đại Dương chớ nóng giận mà làm hỏng đại sự nghe, việc này chẳng phải thường đâu. Hưng Đạo cười mà rằng: Người làm tướng phải biết tiến thoái cho kịp thời, lý nào lại không làm được chứ. Nói đoạn gọt tóc, mặc áo nhà sư, đi thẳng tới phủ Sài Thung.
Bây giờ người phương Bắc rất trọng Phật giáo. Hưng Đạo Vương đến nơi, Sài Thung liền cho vào trong. Rồi Hưng Đạo Vương lại dưới thềm, Sài Thung nằm trên giường cũng ngồi dậy mà tiếp lễ. Bây giờ hai người hành lễ ngồi trò chuyện. Sài Thung nói chuyện được vài câu thì nhận ra ngay đây là người có cốt cách phi thường, liền sai gia nhân đứng bên cạnh. Gia nhân của Sài Thung dùng con dao nhọn đứng phía sau, cứ thế mà gõ vào đầu Hưng Đạo Vương đến bật máu ra. Nhưng Vương vẫn vui cười điềm nhiên tiếp xứ, nói chuyện như không. Sài Thung thấy thế làm phục. Hưng Đạo Vương đi rồi, sứ mới nói với thủ hạ: "Ê, có thần vương như vậy, vua hẳn là chẳng tầm thường. Ta phải vào cung thôi." Thế rồi hôm sau vào triều diện kiến vua. Vua thấy thế mới yên dạ. Sài Thung nói: "Nay đại quân thiên triều theo mệnh trời đi lấy đất phương Nam. Hữu thừa tướng đã dẫn thủy binh đi theo đường biển vào. Còn đại quân do đích thần Trấn Nam Vương Thoát Hoàng đang giữ ở biên giới, phải đi qua Quý Quốc mới xuống được miền Nam. Nhưng vì có việc đi mượn đường như thế nên sai tôi đến tâu với bệ hạ một câu cho hợp lẽ. Nay bệ hạ đã biết việc, hãy làm tròn nghĩa vụ thần tử của thiên triều mà cùng tương trợ, được đón thái tử của thiên triều thật là cái phúc của người Việt lắm." Nhân Tông nghe vậy thì giận lắm, nhưng kiềm trong lòng, đoạn hỏi: "Vậy xin tiên sinh dạy cho, tôi nên làm như thế nào thì tròn nghĩa vụ của thần tử?" Sài Thung ung dung đáp: "Việc cũng chẳng có gì khó, chỉ xin bệ hạ làm cho những điều sau đây. Thứ nhất, đường đi xa xôi, thủy thổ chẳng quen, đại quân đi tới đâu mong dân nước Việt hỗ trợ cho nơi ăn chốn ở, lương thực thuốc men. Thứ hai, quân đi xa chẳng mang được nhiều, đại quân đi tới từng địa phương sẽ có chiêu binh. Nay nước Việt là thần tử của nước Nguyên, xưa nay đều phải cống để kính hiếu, nhưng nước Ngài nhiều lần thoái thác, lần này là dịp để chuộc tội cũ. Nếu đại quân chiêu binh ở đâu, xin cho dân phu trai tráng đủ tuổi thanh niên cùng theo đại quân mà chinh phạt. Thứ ba, việc đường biển cần có hậu kỳ, xin cấp cho các chiến thuyền hỗ trợ cho thừa tướng toa đô. Thứ tư, nay binh trời đã tới, Chiêm Thành nhỏ yếu tất sang cầu viện. Nếu chúng tôi hãy bắt sứ giao nộp lại cho thiên triều sẽ được trọng thưởng." Nhân Tông ngẫm nghĩ một hồi, Sài Thung thấy vua ngần ngừ không đáp thì nói: "Xin bệ hạ hãy nghĩ cho kỹ, tôi thấy các điều đó cũng chẳng khó khăn gì. Bệ hạ cứ bàn bạc với quần thần, tôi sẽ chờ xin ý người. Người nên biết Trấn Nam Vương Thoát Hoàng vốn là người hay tự quyết, ngay cả Nguyên Thế Tổ nói đôi khi cũng chẳng được. Vậy thì dù người có đồng ý cho mượn đường đi hay không, Trấn Nam Vương cũng sẽ mang quân đi ngang qua Đại Việt thôi. Nếu việc tiếp đón không có, e là tình hình sẽ khác." Sài Thung cao giọng nhấn mạnh lời nói, ý thách thức đã hiện rõ ra, ai ai cũng có thể dễ dàng luận được. Các quan tướng đều bất bình ra mặt, nghiến răng trợn mắt nhìn Sài Thung. Nhưng Thung cứ ung dung tự nhiên như không, còn nói: "Tôi xin về phủ nghỉ để chờ đợi thanh chỉ." Chợt Sài Thung vừa quay đi, Nhân Tông nói: "Xin sứ dừng bước cho." Sài Thung quay trở lại, vua nói: "Tôi là vua một nước, quyền trong nước này tôi cao hơn cả, không cần bàn bạc với ai cả. Về việc của tiên sinh nói, tôi đã có câu trả lời cho tiên sinh. Thứ nhất, nước tôi còn nghèo, dân không đủ ăn, lấy đâu ra tiền nông lương thực mà cung cấp cho đại quân. Thứ hai, binh nước tôi yếu, quân luyện sơ sài, nếu có nhập vào đại quân chỉ làm cho chậm trễ tiến trình, làm bận lòng tướng soái, có khi còn lúng túng vụng về, làm hỏng việc lớn của thiên triều, vậy nên chẳng dám góp binh. Thứ ba, nước tôi xưa nay vũ khí lạc hậu thô sơ, không mạnh về thủy quân, trong nước thuyền bè chỉ đủ đi lại, làm gì có thuyền chiến mà cung cấp. Thứ tư, về việc Chiêm Thành đánh nhau không bắt sứ, quan hệ hai nước như thế nào chúng tôi không can dự. Nếu chẳng thể bắt sứ nước họ mà nạp, mong tiên sinh về tâu lại với thái tử nỗi lòng của vua tôi nước Việt, rồi nhờ thái tử xem xét thông cảm cho."
Vậy là Nhân Tông chối phát tất cả những yêu sách của sứ Nguyên, không chấp nhận điều nào. Sài Thông nghe xong thì biết ý vua, trong lòng giận lắm, nhưng ngoài mặt vẫn như không nói gì, chẳng hề biến sắc. Bây giờ mới lại vua mà nói: "Ý nhà vua đã rõ, tôi sẽ về báo lại với thái tử không sót một chữ. Chúc nhà vua cùng non sông Đại Việt mãi được trường tồn." Rồi quay người bước đi. Sài Thông đi rồi, chợt có viên tướng bước ra, thì ra là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Người nói: "Thưa tàu thanh thượng, tên này thật láo toét, ăn nói càng trở, chẳng xem bệ hạ và nước Việt ra gì. Nay bệ hạ nói như thế cũng đã nói trắng ra với chúng rồi. Bây giờ chắc chẳng tránh được cái nạn binh đao, đằng nào cũng vậy, chỉ bằng để tôi đuổi theo chém chết cái tên này cho rồi." "Hoàng thúc chớ có nông nại, xưa nay việc binh đao giữa hai nước có sinh ra thì cũng không chém sứ. Tuy ta là nước nhỏ, dẫu cho chúng có đánh ta trước thì ta cũng không làm điều gì trái với đạo lễ. Như thế thì khắp thiên hạ đều phục ta, lòng dân quy thuận ta. Giết một Sài Thung thì hả được cái nhục trước mắt nó sỉ nhục ta, nhưng xét về lâu dài là bất lợi. Đó chính là cái cớ để cho chúng vu cho ta khơi ra chiến tranh trước, lại còn làm hỏng cái đạo quân tử của nước Việt." "Bệ hạ nói chính phải. Vậy bây giờ việc đã như thế, nên liệu tính thôi chứ." "Việc này ta và Thượng Hoàng đã liệu tính xong, kể từ khi quyết định tiếp diện cho nước Chiêm Thành rồi. Đại các ái khanh hãy cùng nghe lệnh." Tức thì bá quan văn võ đều chắp tay đợi lệnh. Nhân Tông nói: "Việc chiến trận đã rõ ràng, sớm hay muộn là tùy vào kết quả đánh Chiêm Thành của Tô Đô và việc điều binh di chuyển của Thất Hoàng. Nay ta cần phải có sự chuẩn bị. Trước nhất là phải tới Bình Thăng để hội ý với các bộ lão. Việc lớn trong nước hãy nên hỏi người già. Trăm quan cùng khởi hành theo ta. Việc phong tướng chiến chinh và việc điều quân trấn giữ sẽ được thực hiện tại đó, tùy vào chiến sự ở miền Nam." Bình Thăng, đoạn sông Lục Đầu chảy qua huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện nay. Các quan cúi đầu nhận lệnh. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nói: "Tàu thanh thượng, lần này giặc mạnh chẳng dưới 50 vạn, khí thế ngút trời. Chúng định mang quân một lần lấy cả nước Việt và nước Chiêm. Hiện giờ binh tướng trong triều có nhiều nhưng chưa hẳn đã đủ. Giờ là lúc dùng tài sức trong nhân gian. Xin cho tổ chức ngay khoa tuyển cử văn võ quan tướng bổ sung." Nhân Tông gật đầu: Lời Hưng Đạo Vương nói hợp ý trọng. Vậy nay việc tổ chức kỳ thi tuyển của các tướng quân, ta giao cho Hưng Đạo Vương lo việc chủ trì, Chiêu Văn Vương làm phó, lập ra ban giám khảo, cho cùng tổ chức tuyển sớm để cùng ra Bình Thăng." Trần Quốc Tuấn và Trần Nhật Duật cùng bước ra nhận lệnh. Vua lại quay sang Trần Ích Tắc và Trần Quang Khải mà nói: "Còn việc văn thi, chọn ra người mưu sĩ, người thượng khanh, quân sư hoạch định trong quân, ta giao cho Chiêu Quốc Vương và Thượng tướng Thái sư chủ trì, cùng lập ra ban giám khảo. Mong hai vị hoàng thúc làm nhanh chóng cho." Cả hai vị vương gia đều bước ra nhận lệnh. Bây giờ vua soạn thánh chỉ, ban sắc lệnh bố cáo khắp thiên hạ, chọn ra người dũng tướng Cừ Khôi, chọn ra hai ban văn võ. Cả nước Việt biết tin đều xôn xao, thanh niên trai tráng đều khí thế ngút trời, tới đăng ký đi thi đông như trại hội, ai ai cũng muốn lập công cho nước nhà. Lại nói tin nhà vua chiêu mộ người hiền tài lan truyền khắp cả nước, quả y như lời Trần Linh nói. Bọn Trịnh Chiến, Trần Sâm, Trần Bình Trọng đều vui mừng hân hoan. Công sức bấy lâu nay luyện tập cuối cùng cũng có dịp được trổ tài, thế là cũng vui vẻ cùng kéo nhau vào kinh đăng ký ứng thí. Trần Bình Trọng và Trần Sâm trong ngày đầu tới đăng ký liền được ngay. Nhưng tới lượt Trịnh Chiến thì quan chủ bà nói rằng hôm nay đã hết số lượng người đăng ký do quá đông, hẹn ngày mai quay lại. Công tử cũng vậy, hôm sau quay lại vẫn nhận được câu trả lời y như thế. Cứ như vậy tới 3 lần liền đều phải trở về. Hôm đó về phủ tâm trạng buồn bã, tối đó đi uống rượu với bọn Trần Linh mới đem việc ấy nói ra. Đến cậy nhờ Trần Linh, Linh hỏi ngay: "Quan chủ bà lại?" "Quan chủ bà là Nguyễn Công Lệ,
làm lễ bộ thượng thư. Quan chủ ký là Phạm Minh, là quan ngũ phẩm trong bộ lễ đó. Trần Linh nghe xong thì cười nói: Thì ra là Nguyễn thượng thư đại nhân. Cái này nổi tiếng tham như mỏ khoét, chắc lại muốn vội tiền thí sinh đi mà. Em ta ngây dại chẳng biết việc chính trường, nên bị hắn làm khó dễ vậy đó. Trần Bình Trọng nói: Ừ, chúng tôi không bị như vậy. Trần Linh đáp: Các cự đều là tôn thất, nên hắn có kiên nể. Trịnh Chiến là người ngoại tộc, lại là con của quan lại nhỏ, có tiền bạc, hắn biết như vậy mới dở thối ra đó. Trịnh Chiến mới lên tiếng: Vậy cần bao nhiêu tiền để ngày mai mang đi? Nếu đã nói với ta rồi thì còn phải mất tiền nữa thì còn nói chuyện làm gì. Mai khi nào để tới ghi danh, báo để ta cùng đi. Trịnh Chiến gật đầu, thế là cả bọn cùng uống rượu say sưa. Tới sáng hôm sau Chiến tới, quả nhiên quan chủ bà lại nói: Hôm nay đã đông người, ngày mai công tử quay lại đi. Trịnh Chiến nói: Tôi đi lại đã 4 lượt rồi, sao không cho tôi vào trước chứ? Quan thượng thư là Nguyễn Công Lệ ngước mặt lên hỏi: Người tra hỏi bản quan sao? Ừ, vậy hỏi cha ngươi xem bản quan là ai. Đi ra đi, mai quay lại. Bây giờ từ nơi cửa liền bước vào một người. Các quan thấy thế đều đồng loạt đứng dậy. Sĩ tốt cũng liền đứng lên vái chào. Thì ra là Trần Linh. Nguyễn Công Lệ cười nói: Vương gia, sao lại tới chung này chứ? Tôi tới xem các ông làm ăn ra sao. Ông đưa cái sổ danh sách đăng ký để cho tôi xem thử đi. Vương gia có lệnh của Chiêu Quốc Vương hay của Thánh Thượng hay không? Nếu không thì xin vương gia thứ cho tội vô lễ. Bản quan là chủ của bộ lễ, công văn giấy tờ tuyệt mật, dù là vương gia hỏi bản quan cũng chẳng đưa được. Ta phụng lệnh cha ta, tới đây giám sát việc thông quan đăng ký cho sĩ tử vào thi. Ta là công tử của phủ Chiêu Quốc Vương mà ông cũng dám hỏi giấy tờ hay sao? Nếu ông không đưa sổ sách ra đây, ta sẽ về báo lại cho ta việc này. Bây giờ Công Lệ và Phạm Minh nhìn nhau ngần ngại, cho Công Lệ gật đầu ra hiệu. Phạm Minh liền dâng sổ lên cho Trần Linh. Trần Linh xem sổ xong, mặt biến sắc nói: Cả sáng tới giờ mới có 20 người đăng ký, còn đang chờ ngoài cả 100 người. Vị công tử này tới sớm, sao lại bảo là đã hết lực? Thưa vương gia, sổ sách ghi riêng, đó là nghiệp vụ của bộ lễ. Vương gia không am hiểu thì sao lại đi kiểm tra cho được? Vương gia cứ về xin lệnh của Chiêu Quốc Vương tới đây, rồi thần sẽ giải trình cho. Ta thấy ông cậy là quan đại thần, khinh nhận vương pháp, ăn tiền bỏ túi, trong khi đất nước đang có việc nguy cấp. Cái tội này của ông to lắm đó. Vương gia, người không có bằng chứng gì mà du khống cho đại thần như thế là chẳng hay đâu. Nếu vương gia không tin lão thần thì cứ mời Chiêu Quốc Vương tới sẽ rõ thôi. Thì ra Công Lệ có quả cáp biếu xén cho Chiêu Quốc Vương ít tắc, là cha của Trần Linh, nên chẳng sợ hãi gì. Trần Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đoán được là như thế, liền cười nói: Ta thử xem đại nhân là người như thế nào thôi. Lòng ngay của đại nhân ta còn lạ gì chứ. Nói thật chứ đại nhân, Trịnh công tử đây là người em kết nghĩa của tôi. Đại nhân có cho nó vào trước được hay không? Quá trà là vậy. Sao chẳng nói ngay từ đầu chứ? Thế thì xin mời công tử tới ghi danh. Thế là Trịnh Chiến ghi danh thành công. Bây giờ cùng bước ra ngoài thì Sâm và Bình Trọng đã chờ sẵn cùng hỏi việc. Trịnh Chiến kể lại đầu đuôi. Bình Trọng nói: Rõ là có điều khuất tức rồi đó. Trần Linh nghiến răng: Nó là tay chân của cha tao, nên khinh nhận tao đó mà. Bình Trọng lại nói: Việc hôm nay quân đắc tội với ông ta rồi. Đó là quan thượng thư đại thần, chứ không phải quan lại thông thường. Nếu có bị thù ghét thì tính làm sao? Cha ta còn đó, thù ghét thì làm gì được ta. Thế nhưng hiền đệ nói chẳng sai, đối mặt với kẻ ác cũng chẳng bằng đối mặt với tiểu nhân sau lưng. Nếu nó để trong bụng, lỡ mai này thất thế, cũng có lúc tìm mưu mà hại ta lắm. Thứ này chắc phải trừ đi trước thôi.
Trịnh Chiến nói: anh bảo ông ta là tay chân của cha anh thì trừ làm sao được. Người ngoài chẳng bằng cha con. Việc đã rồi thì cha ta cũng đành tặc lưỡi quở ta vài câu thôi, chứ làm được cái gì chứ. Trần Sâm lên tiếng: anh định hạ bệ như thế nào? Bằng cớ đầu buộc tội tham ô chứ. Làm người như nước chảy vậy. Nước mạnh cắt được đá, nước yếu kiếm chém không đứt. Đối với quân tử thì ta quân tử, đối với hàng tiểu nhân thì ta cũng là tiểu nhân. Trời đó các đệ xem. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.